Như thường lệ, vào 20 giờ tối chủ nhật ngày cuối cùng của tháng, dòng chùa Cứu Thế Thái Hà tiếp tục tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình. Chuyện không có gì để nói. Nếu buổi thánh lễ là nơi diễn ra sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo đơn thuần, thế nhưng trong buổi lễ diễn ra vào tối chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2020, Linh Mục Nguyễn Văn Toản, vị chủ tế của thánh lễ đã sử dụng một diễn đàn để truyền đạt đến những bà con giáo dân những thông tin không chính xác, gây hiểu lầm đến bà con giáo dân tham dự. Linh Mục Toản có đề cập đến vụ việc các cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ Phạm Chí Thành và Nguyễn Tường Thụy, nhưng không đề cập đến các hành vi vi phạm pháp luật của hai đối tượng này và việc bắt giữ được tiến hành theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Linh Mục Toản còn cung cấp những thông tin sai lệch, không kiểm chứng theo hướng cổ suý cho các hoạt động vi phạm pháp luật của Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Thành, cụ thể như thông tin về chính quyền sách nhiễu, bắt bớ công dân, những người dấn thân cách ôn hòa qua những bài viết thể hiện quan điểm thúc đẩy dân chủ, tự do, nhân quyền. Đồng thời, Linh Mục Toản cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tôn trọng quyền tự do ngôn luận của Nguyễn Tường Thụy và Phạm Chí Thành. Rõ ràng, việc cung cấp những thông tin sai lệch đến bà con giáo dân sẽ có những tác động tiêu cực nhất định, và việc Linh Mục Nguyễn Văn Toản lợi dụng buổi thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình để cung cấp những thông tin như chúng tôi đề cập ở trên là việc không nên làm đối với một vị chủ chăn. Thế nhưng, nhìn nhận xuyên suốt hoạt động của Linh Mục Toản, chúng ta cũng không có bất ngờ về những hành vi của vị chủ chăn này. Trước khi thánh lễ diễn ra một ngày, tức ngày 29 tháng 5 năm 2020, Linh Mục Toản đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh 44-46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội lấy hộ chiếu mới do hộ chiếu cũ hết hạn. Nhưng sau khi kiểm tra, một nhân viên đã cho biết trường hợp của anh chưa được cấp. Theo những thông tin mà Linh Mục Toản đăng trên Facebook cá nhân, Linh Mục Toản cho biết lý do mình không được cấp hộ chiếu mới là do bản thân có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, mặc dù không đề cập đến việc đã làm việc với công an thành phố Hà Nội hay chưa. Đồng thời đề cập đến việc tôi sắc tín hơn về một chế độ vô pháp, chụp mũ, tức những quyền cơ bản của công dân đang tồn tại. Tôi quan tâm những vấn đề của đất nước. Tôi giảng giải vài lần trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, thể hiện quan điểm trên Facebook cá nhân, ủng hộ những anh chị em dấn thân cho nhân quyền, dân oan, các tù nhân lương tâm mà gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền thì quả là chụp mũ cách hoảng loạn. Lẽ thường không có lửa thì làm sao có khói, khi mà những lời nói của Linh Mục Toản tiền hậu bất nhất, ngay ngày hôm sau đã đăng đàn để cầu nguyện cho những người vi phạm pháp luật, cổ suý cho các hoạt động của những người chống đối đã và đang gây ảnh hưởng đến sự bình yên của đất nước cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh. Đề cập đến quyền tự do ngôn luận mà đến bản thân còn chưa hiểu quyền tự do ngôn luận là như thế nào. Liên quan đến vấn đề này, quý khán giả có thể xem clip chúng tôi đề cập đến việc hiểu như thế nào cho đúng về quyền tự do ngôn luận. Với những hoạt động của Linh Mục Nguyễn Văn Toản thời gian qua, cũng như trong thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại dòng chùa Cứu Thế Thái Hà, có lẽ hơn lúc nào hết, chính vị chủ chăn này phải nhìn nhận lại mình, sửa mình để xứng đáng trở thành một vị chủ chăn nhân lành, sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào.